Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với không giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Động Quỷ. À, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này. Sáng ngày hôm sau ánh sáng tươi mới chiếu qua không cửa sổ Làm cho cậu từ từ mở mắt Vẫn là căn phòng lúc tối nhưng trông gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều Cậu ê oài đứng dậy hít một lùm không khí trong lành Rồi dõi mắt trông qua cửa sổ Lúc này cậu mới phát hiện là mình đang ở cái dinh thự mà tối qua có nghĩa là hai tin trộm xấu số ấy trộm đồ ở đây. Cậu một mình bước ra khỏi phòng, những thứ lạ mắt trong căn nhà làm cậu có chút chóng ngợp toàn là những thứ hiện đại xa xỉ lấp lánh chưa bao giờ cậu thấy. Cậu tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Thanh ở đâu để cảm ơn, cha cô ấy đã đi ra ngoài. Các nhà này rất lớn cũng rất nhiều phòng, nhà đường xây hai tầng nhưng điều làm cho thiên ngạc nhiên ở phía sau lại có một cái cầu thang nhỏ dẫn xuống dưới nhưng bị chắn ngang bởi một khung cửa nhỏ, hình như là ở dưới này có một tầng hầm. Thiên cũng không có tự tiện đi xuống, Cậu lại rào khắp nhà một lượt rồi vô tình đi vào phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương sáng nhìn hình ảnh phần chiếu gương mặt thì cậu mới ngạc nhiên bởi đây là một khuôn mặt lạ lẫm. Cậu biết dù sao mình cũng bị ông trời đem đến đây cho nên không có quyền đòi hỏi. Thì nghĩ vậy nhưng trong lòng của cậu lại cười thầm bởi cái gương mặt này quả thật đẹp trai quá đi mà da trắng mũi cao môi dày vừa vặn ấy vậy mà cậu cứ nhìn trong gương rồi lại nở một nụ cười một mình tự sướng mãi một lúc sau cậu mới chịu quay mặt đi sau đó thì cậu vô tình đi lại bên cái bồn cầu tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nhìn thấy chỗ nước trong vắt liền ngồi xuống khoái chí mà cười đúng lúc ta đang khát cậu đưa bàn tay múc nước trong bồn rồi đưa lên miệng uống từng ngụm không khỏi tấm đắc nước ở đây ngọt thật đó mùi vị cũng khác quả là rất ngon cứ vậy một ngộm, hai ngộm rồi ba ngộm, sau khi giải tỏa cơn khát thì tiếng chân ở ngoài cửa càng gần. Thanh Thanh cũng đã trở về, hai người gặp nhau cũng ngạc nhiên, khi chồng thiền có vẻ bình thường không tỏ ra đau đớn. Cô đưa cậu lại chiếc ghế sofa nhìn chầm chầm vào cậu, Thanh Thanh nhìn hồi lâu rồi nhập đề. Thật ra anh là người ở đâu, tôi chưa thấy ai lại tự hành hạ mình như vậy. Thiên trong cô gái có vẻ hiền lành với lại là người đầu tiên anh gần gũi khi tới thế giới này, cho nên anh cũng không muốn giấu giếm. Thật ra, à mà thôi bỏ đi, nói ra cô chẳng tin đâu. Anh cứ nói đi. Thiên thở dài bắt đầu kể lại chuyện mình đã trải qua. Lúc đầu Thành có hơi bất ngờ, cô thật sự là khó nuốt trôi cái sự thật này. Nhưng Lâm Thiên thì một mực đinh ninh như vậy. Hơn nữa chồng anh ta cũng bình thường không phải kẻ điên mà chỉ hơi bỡ ngỡ mà thôi. tạm thời cô cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hết những lời thiên nói, nhưng cống rất tận tình chỉ cho cậu những vật dụng thiết yếu trong nhà, ví như bếp ga hay là tủ lạnh các kiểu. nhưng mà đến cái đoạn chỉ đến cái bồn cầu thì không hiểu cớ sự làm sao mà thiên lại nôn thốc nôn tháo mấy lần trông rất tội nghiệp. nguyên ngày hôm nay thanh ở trong nhà chỉ dạy cho cậu cống chẳng đi ra ngoài cậu cũng học rất nhanh chỉ một ngày nắm hầu như cơ bản không khí giữa hai người cũng gần gũi hơn không ít đêm đến trời dịu mắt hơn hẳn thiên là trong phòng mở toang cửa sổ ngắm nhìn những vì sao xa xa trần phía ngoài thanh đầy cửa bước vào đi sát lại cô đưa cho hắn một lon bia mắt lạnh còn mình một lon cậu uống một hơi dài rồi ở ra một tiếng thứ nước này là gì đây là bia giống như là rượu uống nó sẽ quên sầu muộn Chồng anh bây giờ chẳng phải nói dối Tôi cũng không hoàn toàn tin điều anh nói là thật Thiên lại uống thêm một ngụm rồi lắc đầu thở dài Thế giới này thật mới lạ Tại sao ông trời lại đem tôi tới đây thật là khó đoán Cô cũng nhìn theo hướng nhìn của anh mà đáp Bây giờ anh tính thế nào Thiên thở dài Chẳng biết trước tiên tôi cần hòa nhập với thế giới này Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cô quay sang bắt gặp ánh mắt phiền muộn của anh lại nghĩ tới cái cảnh đêm qua tôi có thể giúp nếu những lời anh nói là thật thiên lạnh lùng đáp cô không sợ tôi sao nam nữ không nên ở một nhà thanh niên lắc đầu không tôi có cảm giác anh không phải là người xấu với lại căn nhà này vốn là của cha mẹ tôi mua xung quanh đây cũng chẳng có ai sinh sống lại hoàng vu núi rừng tôi cũng mới chuyển về đây được hơn một tháng nay với lại nó quá rộng anh không chê thì có thể lại đến khi bình phục thiên hít một hơi thật dài cảm nhận hương gió nội tràn ngập trong lồng ngực anh nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời mà nói chẳng biết vì sao cô lại đối với tôi tốt như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn cô thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua trong sự yên bình cũng đã nửa tháng từ ngày mà thiên ở lại phía thường nơi cánh tay cũng đã gần như lành lặn có thể bị những vật nặng ngay cả thanh từng là bác sĩ cũng không thể tin vào mắt của mình bởi vết thương này là quá nặng vốn người bình thường cũng phải mất ít nhất là hai tháng mới khỏi được nhưng anh ta lại khác nó lại làm cho cô gần như tin tưởng những điều cậu nói trong khoảng thời gian này thiên cũng đã thích nghi dần với cuộc sống hiện đại những điều cơ bản về thế giới này anh cũng đã nắm tương đối rõ chỉ là vì một số lý do cho nên chưa được ra ngoài nhưng dạo gần đây Thiền cứ thấy trong người cậu mình có cảm giác căn nhà này dường như có gì đó khiến cho cậu nôn nào khó tả Ngày hôm ấy khi mà trời đã ngả chiều Thanh từ ngoài trở về mua thêm ít nhiều đồ cúng Đặc biệt là Thanh còn mua sẵn một cái thủ heo rừng to tướng Với rất nhiều vàng mã Thiền có hỏi thì cô chỉ nói là mua sẵn Vì ngày mai là ngày dỗ bố của mình Cho nên Thiền cũng không có gặng hỏi gì thêm vốn là anh định ngày mai sẽ chia tay Thanh rời khỏi nơi này để tìm đường trở về núi Sơn Vĩ, tìm về ngôi chùa nhỏ anh từng lớn lên. Anh cũng nói chuyện này cho Thanh biết, tuy cô có hơi ngăn cản, nhưng thái độ của Thiền rất kiên quyết, cho nên cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Đêm hôm ấy trời cũng đã khuya, chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đã điểm 12 giờ. Bên cạnh cửa sổ tại tầng hai thiên đang đứng một mình, nhìn về nơi xa xăm trầm tư khó tả. Bỗng anh cao mày lại sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh bỗng nhìn quay ngoắt đầu về phía cửa ra vào nhìn chăm chú vào đó. Bỗng một tràng âm thanh như ai đó gõ vào cửa đột ngột vang lên. Nó có quy luật rất rõ ràng, tiết tấu vô cùng ma quái. Hơn nữa là trong không khí thiên lại vô tình người tiếng mùi nhang, thoang thoảng bay trong gió làm cho anh chú ý. Lâm Thiên giác quan nhảy bén, anh lập tức nhận ra nó không hề bình thường. Hơn nữa âm thanh này là không hề phát ra ở ngay cánh cửa phòng mình, mà giống như ở dưới tầng một. Thiên hai tay nắm chặt, tâm tình càng lúc càng khẩn trương. Anh chậm rãi đi về hướng cửa phòng chậm rãi mở cửa, rồi bước chân chậm rãi đi xa, không hề phát ra một tiếng động. Trong cái bóng tối mờ mịt ấy, thiên men theo cầu thang đi xuống âm thanh là dẫn cậu tới gian bếp nọ hình như là nó phát ra ở đằng sau cánh cửa tầng hầm mà hôm đầu tiên cậu trông thấy thiên từng bước đi lại thì phát hiện ra có ánh sáng từ dưới chiếu ra đổ xuống đất là một bóng người thiên hay cau mày anh bước lại sát thêm đem ánh mắt nhìn theo thì đột nhiên trông thấy ở dưới mấy bậc thang có bày một cái đầu heo kèm theo là một ống gạo trắng bên trên có thắp mấy nến nhang cháy dở và một số hàng mã. Nhưng điều làm cho cậu ngạc nhiên hơn là bên cạnh đồ cúng ấy lại có thanh. Cô đang quỳ dập gối về phía trước mà vái. Lúc này cô vẫn chưa phát hiện sự xuất hiện của anh ở phía sau. Trời thiên họ khăn một tiếng bất ngờ làm cho thanh giật mình đứng dậy, miệng sợ hãi kêu lên một tiếng. Khi nhìn rõ người phía sau cô bình tĩnh hơn rồi kết giọng. Trời đất, anh làm tôi giật mình sợ muốn chết. Thiên cầu mày đáp, sao cô lại ở đây, những thứ này là sao? Thành lúc này mới ý thức được là mấy hành động này của mình đã bị Thiên trông thấy. Cô nhanh chóng bước lên phía bên trên, hai tay đẩy cậu ra xa che khuất tầm nhìn xuống phía dưới, miệng lắp bắp chuyển chủ đề. À, không có gì, mà sao anh lại dậy giờ này cũng khuya rồi. Tôi nghe tiếng gõ cửa nên xuống, trong vài ngày mai mới giữ bố của cô, sao lại tại tại bình thường tôi vẫn cúng giờ này thiên lại nói đừng sợ không cần giấu tôi biết có thứ ma quỷ đang tồn tại trong căn nhà này cô quên tôi là ai thành ngấp ống nhìn về căn hầm nhưng mà trận ngay lúc này âm thanh từ phía sau cánh cửa vang lên ngày càng rõ nhiệt độ xung quanh giảm xuống càng lúc càng rõ rệt khí lạnh như là lan tỏa bao trùm lấy căn phòng tạo cho người ta một cảm giác rất bí bách lâm thiền nít một hơi thật sâu anh đang định bảo thanh gì đó thì cô lại chạy lại chỗ kết sắt giấu dưới gầm bếp sau một thoáng mở khóa cô lại bỗng lôi từ bên trong ra một hộ sau một cái hộm gỗ màu nâu có chạm khắc hoa văn vô cùng kỳ dị toàn là những hình ma quỷ uốn lượn nhìn vào chiếc hộm trên tay của cô lâm thiền hơi khẽ nhíu mày bởi anh cảm nhận được thứ khí tức rất quen thuộc. Thanh nhẹ nhàng mở cái hộp gỗ để lộ ra bên trong là một tin đá nhỏ bằng hai đốt ngón tay tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Nó phát sáng giữa đêm đen nhưng trông ảm đạm vô cùng. Thanh đem cái hộp gỗ tiến lại kính cửa hầm thì âm thanh kia cũng đột nhiên biến mất. Nhiệt độ trong thoáng chốc bỗng trở lại bình thường. Điều này làm cho Thiên vô cùng ngạc nhiên. Anh nhìn cô rồi bảo, đây là sao cô lại có nó Của cha tôi để lại Cô cho tôi xem được không Thiên mở lời thì Thanh cũng không từ chối đem cái hộp cho cậu. Cậu nhìn ngắm bên ngoài một chút rồi dán mắt vào bên trong. Lập tức cậu nhận ra đây là một loại ngọc thạch rất quý. Thế giới cũ của cậu có thể xem là vầy rồng lông phượng. Không thể có chuyện một cô gái bình thường như Thanh có thể có được. Sư phụ của cậu ngày xưa cũng có một viên cậu cũng từng được xem qua nhưng chưa bao giờ được chạm vào. Thiên cũng chẳng biết nó có tác dụng gì hay chỉ đơn giản là một khối ngọc quý. Chỉ biết đối với sư phụ cậu thì vật này luôn được người đem bên người không bao giờ xa rời nửa bước. Từng ấy cũng đủ biết nó quý giá như thế nào. Lâm Thiên trả lại nó cho cô rồi bảo Quả nhiên là căn nhà này có ma quỷ Nó xuất hiện lâu chưa Thanh Thanh thật lòng trả lời đã hơn một năm nay mỗi tháng đến ngày này nó sẽ đòi ăn một lần tôi không còn cách nào khác vậy tại sao cô không dùng viên đá này lúc đầu tôi có đem ra dùng nhưng mà dần dà không còn tác dụng phải cúng đồ ăn cho nó thì nó mới chịu yên thành vừa dứt lời thì tiếng cào gõ hộc ở phía sau cánh cửa lại càng vang lên điều này làm cho lâm thiên thấy lạ anh đứng dậy nhỏ giọng hình như không có tác dụng rồi Thành chỉ biết lắc đầu mà nói Bình thường mỗi khi tôi đặt nó ở trước cửa thể sẽ không sao Nhưng lần này Thiên trầm mặc không nói gì vội kéo Thành bước xa xa khỏi đó Nhìn miếng ngọc đã gần mất đi ánh sáng Làm cậu ta càng có dự cảm chẳng lành Bỗng nhiên ngay đúng lúc này Cánh cửa chắn ngang tầng hầm bỗng nhiên tự động mở ra đột ngột Một cơn gió lạnh từ bên trong Mang theo hơi tanh nồng đột nhiên ập đến và vào mặt của hai người. Làn gió này rất không bình thường, nó mang theo một mùi cổ ma quỷ. Cả không gian lúc này rơi vào một cảnh im lìm chết chóc. Lâm Thiên câu mày cậu không trông thấy thứ gì từ phía trong ngoài một màu đen hun hút. Cậu ngạc nhiên vô cùng mà đưa tay dụi mắt miệng lẩm bẩm. Sao lại không thể nhìn thấy gì? Mắt của ta sao lại... Càng nói lại càng làm cho Thanh thêm sợ tay của cô vô thức bám chặt bà vai của hắn cả người run lên bần bật bởi cánh cửa này chưa bao giờ được mở ra lúc này cũng đồng nghĩa thứ kia đã thoát ra ngoài nhưng tâm trạng của lâm thiên lúc này có chút sợ hãi bởi cậu nói vậy không phải không có nguyên do thật ra thứ không thể nhìn thấy chính là đôi mắt âm dương của chính mình cái bắt buộc phải có của người tu đạo nếu muốn trừ ma diệt quỷ ngay lúc này cậu không hề mở được. Ngay lập tức Lâm Thiền lấy lại bình tĩnh, vận dụng những gì từ quá khứ cậu học được, liền kéo tay của Thanh chạy nhanh về phía nhà bếp rồi hô lên. Cẩn thận! Đừng sát sau lưng tôi! Chỉ chỗ muối gạo ở đâu? Ở kia Lâm Thiền nhanh chóng chạy lại bốc vội lấy rất nhiều muối trắng và gạo, rồi kéo Thanh Thanh trở về phía sofa. Cậu vùng tay rắc đống muối gạo kia xuống sàn nhà, bao quanh chiếc ghế, sau đó thiền đưa tay trái lên vẽ thành một đường tròn trong không trung, rồi đập mạnh xuống mặt ghế, miệng không ngừng lầm bầm cái thứ ngôn ngữ khó hiểu. Cả không gian đang im ắng bỗng nhiên vang lên tiếng động như là thịt sống thả vào chảo mỡ. Kèm theo đó là một mùi hăng hắc có người bốc lên. Giờ ánh sáng lờ mờ của trăng len qua kẽ hở đi cửa sổ, bọn họ đều nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Dưới sàn nhà nơi muối gạo bị phủ trắng không biết từ lúc nào đã cháy xém đi hình thành hai dấu trên người một to một nhỏ. Thành sợ hãi bị lấy miệng, cả tên người nhỏ bé ép sắt vào lưng của Lâm Thiên. Mồ hôi của cậu ta lúc này đã chảy ra như tắm, nhưng chú ngữ trong miệng thì vẫn không ngừng niệm. Phải mất tận 30 phút sau thì cánh cửa chắn ngang căn nằm bất ngờ đóng lại. Lúc này Lâm Thiên miệng cũng ngừng niệm, tay buông lòng xuống thở dài tạm thời không sao rồi nhưng cẩn thận chút vẫn hơn tốt hơn là đợi trời sáng ít nhất khu vực này an toàn tôi hiện tại vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn linh lực cũng không còn bao nhiêu cô chịu khó vậy để tôi nghĩ cách trên chiếc ghế chật trội chỉ đủ một người nằm hai cơ thể ướt nhẹp mồ hôi ngồi sát bên nhau Lâm thiền nãy làm trận pháp đã hao tồn không ít sức lực anh ta vẫn chưa làm quen đường với cơ thể mới này cho nên lúc này càng người vốn đã mệt mỏi, nên lại càng mất mà đổ người về phía sau để lên người của thanh mà ngất đi. Thành Thành cũng bất ngờ nhưng không dám đẩy cậu ta ra mà đành đỡ lấy. Mãi sau thì cô cũng ngủ tiếp đi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu qua ô cửa kính dọi thẳng vào mắt của Lâm Thiên, khiến cậu trong cơn mê màng tỉnh lại. Trong lồng ngừng có cái gì đó ôn nhu mềm mại đang cuộn tròn lại trong vòng tay của cậu một mùi hương thoang thoảng khẽ thổi qua, thiên đường mũi hít lấy hít để. Phải nói Thành Thành rất đẹp, mái tóc cắt ngắn ngang vai, nhiều màu ánh đồng bất mắt, chân mũi cao thẳng xinh đẹp kết hợp với làn môi cong và một làn da trắng nõn như bạch ngọc, khiến cho Lâm Thiên nhìn thấy ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc gần với phụ nữ, hơn nữa người con gái này lại mang nét đẹp lạ lùng khiến tiểu đệ của Lâm Thiên không kìm được mà muốn xông pha chiến trường. Nhưng đúng lúc này Thanh bỗng nhiên mở chừng mắt, hai má đột nhiên nhốm một màu hồng nhạt. Ở dưới bụng của cô cảm thấy có thứ gì cưng cứng chạm vào. Cô liền giật mình bật dậy và ứng đầu tiên đưa chân đầm vào bụng của hắn một cái, làm cho hắn đầu đớn ngã lằn xuống khỏi sofa. Thanh đưa tay che ngực có vẻ sợ hãi nói, Anh, anh định làm gì? Lâm Thiền giật mình đứng dậy, nhưng nhanh chóng nhận ra có thứ gì đó dưới bụng của mình nhô lên. Biết mình vô lễ, cậu ta liền xua tay ấp ống giải thích: "À, ta định thức cô dậy, cái 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 này là phản ứng tự nhiên thôi, tôi 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 không cố ý đâu." Thấy nhìn hắn luống cuống tay chân như vậy, trong lòng lại không tức giận, ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Cậu biết hắn đang nói dối nhưng cũng không bóc ra. Cô không nói gì liền ngồi dậy nhìn quanh phòng lộn xộn gạo muối thì nỗi sợ hãi như lại xâm chiếm lên đầu óc khiến cô vô tình đưa mắt nhìn về phía kia. Lâm Thiền cũng để ý nhưng không nói. Anh quay người bước trở về phòng rồi nói vọng lại. Chắc tôi sẽ ở đây thêm một ngày nữa rồi mai rời đi. Hôm nay cô có thể đem tôi ra ngoài được không? Thành người bất ngờ nhưng cô vẫn gật đầu. Một lúc lâu sau thì cửa phòng của Lâm Thiên được đẩy ra. Thành Thành từ bên ngoài mang theo một túi ni lông màu đen bước vào. Cô tiến lại đưa nó cho anh rồi bảo. Hôm qua ra ngoài tôi có mua cho anh bộ đồ, anh mặc xem có vừa không rồi tôi dẫn anh ra ngoài. Thiên cầm lấy gật đầu Thanh cũng trở về phòng khách chờ đợi. Trong lúc ngồi đợi bấm điện thoại thì Thiên bước ra. Cô hơi đau đầu nhìn lại nhưng trong thoáng chốc liền giật mình. Chiếc điện thoại trên tay của cô cũng trong vô thức đánh rơi xuống. Ánh mắt không khỏi nhìn chầm chầm vào người đối diện mà không hề trước mắt một cái. Nơi đó lầm thiền bước ra. Anh thay cho mình chiếc quần jean bó sắt màu đen để chiếc giày Adidas trắng hàng hiệu khoác trên người chiếc áo sơ mi đen mềm mại. Thân cao 1 mét 8 cơ thể săn chắc không nói là vạm vỡ nhưng rất hài hòa. Kết hợp với khuôn mặt điển trai ngũ quan đối xứng tỏa ra một khí chất khác lạ chứ không nói là đẹp trai lồng lộng khiến cho thanh thất thần tim của cô đập lên từng hồi hai bờ má thoảng đỏ đi chàng trai này làm cho cô có một cảm giác khó tả sẽ nghĩ đến cảnh ôm ấp thân mật đêm qua lại làm cho cô thêm một lần nữa đỏ chín mặt cô vội cúi đầu không dám nhìn nữa đột nhiên lầm thiền cất lời làm cắt ngang dòng suy nghĩ của thanh tuy trông lạ lắm sao Thanh bìm cười lắc đầu Không, cậu không đến nỗi nào Giờ đem anh đi cắt tóc Thì chẳng khác gì người hiện đại Kiểu này nhiều cô gái chết mê chết mệt anh lắm Nghe vậy Lâm Thiên càng thêm đắc ý Anh ta cười khà rồi nói Từ đi đâu ai cũng bảo là anh Tuấn khác người Cô không cần nói thẳng như vậy Ngày xưa tôi được mệnh danh là Mỹ Nam Tử Cả vùng xứ Thanh Nghệ Từ bản thân tôi cũng thấy đẹp Thanh liền biểu môi Ý tôi là quần áo tôi mua đẹp chứ có nói anh đâu. Đồ trên người của anh tôi phải mất một tháng lương đấy. Thiên nghe như vậy chỉ biết gãi đầu. Sau này nhất định tôi sẽ trả. Thành cười khẽ cô đứng dậy chỉnh chu cho cậu chút ít rồi nhìn lên đồng hồ. Anh muốn tôi dẫn anh đi đâu? Cậu liền đáp. Tất nhiên là đi chợ tôi cần mua ít đồ trừ ma trước tiên rời khỏi đây rồi nói. Hai người cứ như vậy cùng rời đi Căn biệt thự này của Thanh nằm trên một sườn núi hẻo lánh, cách biệt với dân bản trong vùng. Ngôi làng gần nhất cũng phải đi tới tận năm sáu cây số, có thể nói là xung quanh ngọn núi này chả có bóng người nào qua lại, cho nên hầu như vẫn giữ được vẻ hoang vu. Trên con đường đất nhỏ dẫn xuống, Thiền ngồi sau chiếc xe máy do Thanh cầm lái, miệng không ngừng hỏi về thế giới ngoài kia. Tất nhiên là thành cũng chẳng phiền mà giải đáp tất cả, tiền đó anh cũng hỏi vì hồn ma trong ngôi nhà ấy thì thành cũng chẳng giấu giếm mà bảo vốn cha cô là người kinh trại ám chỉ dân vùng thanh nghệ sau khi chiến tranh biên giới trung quốc năm 79 thì ra đây chiến đấu bảo vệ tổ quốc năm 88 khi chiến tranh kết thúc thì ông được đơn vị giữ lại tiền tuyến lập chốt canh phòng một năm sau ông quen một người phụ nữ dân tộc mường rồi quyết định đi đến hôn nhân rồi có bầu thanh sau khi nghỉ hưu thì ông cùng vợ đi đến ngọn núi này lập nương rào rẫy thì phát hiện ra một xác lính trung và một người phụ nữ cùng một hộp vàng thỏi và có phát hiện ra cái hộp đựng viên ngọc kia bọn họ định báo lên chính quyền nhưng khi trở về làng thì mơ một giấc mơ lạ người lính trung và cô gái kia bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ của họ để đòi lại đồ nghe ông kể lại là vàng họ không đòi nhưng chỉ đòi cái hộp đựng ngọc vỡ. Còn dọa là nếu báo lên trên thì sẽ giết đứa con trong bụng. Ông bà sợ lắm nhưng lúc đầu chỉ nghĩ sợ quá cho nên mơ sẵn. Nhưng kể từ đêm đó đêm nào họ cũng mơ. Ông không dám nói với ai cũng không biết làm thế nào. Thời gian sau hai người mới quyết định cất nhà tại chỗ chôn xác của hai người. Cả ngọc vỡ thì luôn luôn để ở trong nhà không đem ra ngoài. Từ đó gia đình của cô chuyển về đây sống cách biệt với dân làng, luôn mỗi tháng đều phải cúng viếng bọn họ, nếu không cả nhà gặp nguy hiểm. Câu chuyện này cũng là trước lúc qua đời cha cô kể lại. Nghe xong câu chuyện này, Lâm Thiên cũng không nói gì, bởi trong lòng của anh lại có dự cảm khác, giống như những lời cha kể lại cho Thanh vẫn còn là ẩn số gì đó, nhưng tạm thời anh chưa nghĩ ra. Hơn 30 phút sau, lúc này Thiên và Thanh cũng đến chợ phiên, họ lẫn vào dòng người đông đúc. Hai người một trong một gái kinh như vậy đi khắp nơi. Vừa đi Thanh vừa giải thích từng thứ cho Thiên. Thỉnh thoảng cô còn cho cậu giao tiếp với người lạ để rèn luyện ngôn ngữ hiện đại. Lâm Thiên cũng hiếu kỳ với thế giới này, đi đến đâu không ngừng hỏi đến đó. Trước tiên cậu được Thanh dẫn đi cắt tóc. Cậu được tạo một kiểu trẻ ngôi ba bảy một bên đường uốn bồng lên rồi còn nhuộm một màu ánh đồng nhàn nhạt, nhạt, trông rất bắt mắt ngay cả thiền cũng rất hứng thú với kiểu tóc mới này nhưng mục đích chính của cả hai người vẫn là mua đồ trừ ma về khoản này thanh hầu như mù tịt cậu ta bảo đi mua thứ gì cô dẫn đi đến đó thiền mua rất nhiều thứ nào là lưu huỳnh rồi rau rửa máu gà máu chó đủ cả cậu còn tìm một cây liễu bẻ ngang một cành rồi xích mang về Trời đã trưa Lâm Thiên trở về bắt đầu đi dạo trong căn nhà xem xét mọi thứ. Trần cầu phát hiện ra vốn dĩ trong lời kể của Thanh có chút thiếu sót. Đúng hơn là căn nhà này không bình thường. Nó như được xây lên để yểm hai cây xác chết của người Trung Quốc thì đúng hơn. Tuy rất khó để phát hiện, nhưng đối với nhiều người kiến thức như cậu để ý chút là sẽ nhận ra ngay. Bởi vì xung quanh căn nhà cậu đang xem xét rất kỹ, nhận thấy ở bốn góc nhà có bốn viên gạch mang màu sắc khác nhau còn lại lần lượt ở trong góc nhà tắm sát cửa ra vào cạnh phòng ngủ và tại bậc thang cuối cùng dẫn vào trong nhà kho tuy chưa biết đây là loại trận pháp chấn điểm kiểu gì nhưng mà nhìn theo thứ tự có thể nhận biết mỗi viên đều dẫn đến bốn hướng đông tây nam bắc theo cậu biết thì không chỉ có bốn mắt trận này mà phải là năm cái thứ năm chính là điểm đối xứng phía chính giữa của căn nhà cậu nói lại chuyện này cho thanh thì cô cũng nói là trước đây cha cô có thuê một người đến lát gạch mới không rõ để làm gì sau khi cày một viên lên thì thiên trần giật mình mà đây mà để lại chỗ cũ chẳng hiểu vì sao người của cậu có một cảm giác chẳng lành Trí áo của cậu cố gắng lục lại trí nhớ từ những vết tích sót lại thì cậu đã xác định tổng cộng có 5 mắt trận căn nhà này đã bị yểm từ lâu lại không có người gia cố cho nên đã hao mòn đi không ít nên âm khí rất nặng mới có chuyện hai hồn ma kia thoát được cậu thở dài bắt tay vào việc bắt đầu điều chế lưu huỳnh đã được trộn lẫn với than củi đã giã nhuyễn tạo thành thuốc nổ tự chế rồi nén vào trong những chai thủy tinh nhỏ tất cả được cậu làm tỉ mỉ tốn không ít thời gian Tất cả còn nối với nhau bởi năm giây dù đã được tầm dầu kéo lại chỗ giường ngủ. Còn vị trí trung tâm là chính giữa căn nhà, cầu đặt tới hai lọ thuốc nổ, nhưng được giấu trong một cái hộp gỗ, đường miếng ngọc vữ kia. Tất nhiên lầm thiền đoán được mục đích của hai hồn ma vẫn là miếng ngọc đó cho nên đã bảo thanh cháo đi. Còn khắp sàn nhà hai người dài một lớp bột mì mỏng xung quanh kèm theo là vô số gạo muối. Lâm Thiên trộn lẫn máu gà và máu chó đánh loãng lại với nhau. Trộn lẫn với một ít lá liễu đã giã nhỏ rồi đặt vào trong một chiếc hũ lớn để dùng. Đêm hôm ấy vào lúc 11 giờ 59 kim đồng hồ treo tường đang ở mốc thời gian này. Điện trong căn nhà vẫn để sáng. Thiên và Thanh ngồi cuộn mình vào chiếc ghế sofa đặt tại chính giữa phòng khách. Và lúc tất cả ngọn đèn đều có cảm giác đang mở đi. Lâm Thiên cảm thấy rất rõ mọi thứ trong vòng dường như có sự chuyển biến. Không phải là sự chênh lệch nhiệt độ của cơ thể, mà là giác quan nhạy bén cho cậu biết. Loại cảm giác này giống như có thêm thứ gì từ trong vòng nhưng nhất thời không cách nào phát hiện được nó đang ở đâu. Chỉ có điều theo bản năng nảy sinh cảm giác bực bội khó tả. Hít một hơi thật sâu lầm thiền tự nhủ. Hình như là đến rồi, sau đó lại có tiếng nước chảy dốc rách trong phòng tắm vòi nước tự mở nước dần dần chảy ra tràn qua sàn nhà như thể một người vô hình xuất hiện trong chính ngôi nhà đang sử dụng nó vẻ mặt của lâm thiên vẫn như thường coi như không thấy cậu sang hiểu cho thanh ngồi lại tại chỗ rồi một mình đi thẳng vào phòng tắm sau đó đứng trước bồn rửa mặt đầu tiên là nhìn mình trong gương rồi đưa tay vào trong túi quần lấy ra ngày nhánh đá liễu đã được hông khô lúc chiều Để được ngâm qua máu chó ở trên cây lá liễu ấy còn vẽ mấy đạo phù chú mà lâm thiên đã chuẩn bị sau đó thì dùng nó xoa xoa lên hai con mắt trái phải thực ra đây chính là một cách mở con mắt thứ ba có thể gọi là âm nhãn nó có thể giúp cậu nhìn thấy những thứ thuộc về thế giới khác mà người thường không thể nhìn thấy đương nhiên nó chỉ có tác dụng tạm thời công năng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Bởi lẽ thời gian ngâm lá liễu vào máu tanh còn chưa đủ thời gian, nhưng chừng đó đã là quá đủ với cậu. Sau khi đã xoa xong thì Lâm Thiên bật vòi rửa mặt rồi nhanh chóng tắt đi lấy khăn và lau khô. Tiếp đó cậu ta cúi đầu nhìn xuống mặt nước còn động lại trong thành bồn. Đột nhiên lúc này ở khuôn mặt hình người thình lình xuất hiện trên mặt nước đó là một khuôn mặt nhăn nhó trắng bệch của một người phụ nữ, như đường quét một đắp sơn trắng phủ lên. Đôi mắt mở to không có đồng từ, chỉ có một tròng mắt trắng hiện rõ cả tư máu, như thể đang mở căng quá sức. Những từ máu kia có màu nâu sẫm như thể máu trong đó bị đông đặc lâu ngày mà thành. Ánh đèn trong phòng tắm bỗng nhiên mờ ảo, liên tục rập trờn, tất cả mọi thứ gần như biến mất trong bóng tối chỉ riêng trong góc phòng vẫn là đặc biệt u ám. Lâm Thiền khoát nhẹ tay giả vờ như là không nhìn thấy, cậu ấn nhẹ nước trong bồn lập tức chảy ảo ảo xuống lỗ thoát nước. Kỳ lạ là, là khuôn mặt này rõ ràng không có thật, nhưng lúc này lại hòa vào trong nước, xoáy thành một vòng xoáy, bị nước cuốn vào ống thải. Cậu liếc mắt nhìn về các phòng tắm đất đặt sẵn chai dựng lưu huỳnh, Thế mọi chuyện vẫn như mình dự đoán liền bước trở ra, Cậu trở lại ngồi bên Thanh Thanh đang sợ hãi miệng thì thào nói nhỏ. Nhớ kỹ lời tôi dặn chứ. Thanh Thanh gật đầu bàn tay cổ cô cắm chặt cái bật lửa, tâm tình không khỏi sợ hãi mà run lên. Cây bật máu kia đã được đặt ngay sát cạnh, nhưng cô không biết thiên đang làm gì. Đành im lặng chờ đợi. Âm thanh cốc cốc lúc này vang lên rõ mồn một từ nơi cửa hầm, cơ thể của Lâm Thiên lập tức cứng đờ lại. Cậu nuốt nước bọt một cái mắt không khỏi căng lên, nhìn theo hướng đó. Gần như là không thể giữ bình tĩnh. Lâm Thiền hít một hơi thật sâu, cậu lấy ra con rào mua ở chợ và tất nhiên là đắt tầm máu tanh, nắm chắc trên môi rồi im lặng. Thành âm bàn lề vang lên, đồng nghĩa với cánh cửa gỗ chắn ngang tầng hầm như đang được ai đó đẩy ra. Giờ ánh sáng điện hai người thậm chí còn nhìn thấy ốc quá cửa long ra, còn tay nắm cửa thì đang xoay rồi dần dần bị đẩy trở ra. Ánh sáng đột nhiên trở nên vô cùng mờ ảo, cứ như có rất nhiều bụi mù xám xịt từ trong căn nầm ấy bay ra, khiến cho mọi người trở nên mơ hồ không rõ. Trong khi ánh đèn đang nhấp nháy điên cuồng, qua khe cửa cầu đột ngột mắt gặp một con mắt đỏ thẫm, độc ác đến lạnh người đang nhìn vào mình chồng trọng Sau đó buộc một tiếng, tất cả đèn trong nhà dường như không thể chịu đựng nổi, Chúng tắt liệm ngay lập tức Cả căn nhà lần này hoàn toàn chìm trong bóng tối Không gian tĩnh lặng như tờ Một hơi thở cũng khiến cho người ta ớn lạnh cả sống lưng Đúng lúc này phía bên trong nhà tắm nước cũng tí tách chảy ra càng dữ dội hơn Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng tầm tóc như tiếng chân người dẫm lên nước Đang truyền đến phía trước như muốn bước ra ngoài Cậu nín thở chờ đợi quả nhiên dưới nền nhà đất đựng dài bột lại có dấu bàn chân là hai dấu chân một lớn một bé theo bước di chuyển thì bọn chúng đang tiến lại cái hộp trong cái bóng tối đặc quánh ấy dưới con mắt âm nhãn của mình lâm thiền có thể trông thấy một mình hình dáng của ngay kẻ đó cậu cảm thấy buồng tim của mình đập mạnh hơn như bị búa lớn nện trên lồng ngực một cái cảm giác hít thở không thông xông thẳng lên đỉnh đầu quả nhiên là như lời của thanh nói hai cũ hồn ma này là một nam một nữ nhưng mà cậu cảm nhận được khí thức từ người chúng tỏa ra lại vô cùng quái lạ giống như là tích tụ oán khí lâu năm hóa thành quỷ hình dáng cũng đáng sợ với hồn ma bình thường ngày xưa cậu từng gặp bên trái hướng nhà tắm là một nữ quỷ mặc áo trắng tóc tai bù xù nữ quỷ này có hai cánh tay khô gầy tựa như chân gà với bộ móng tay dài đáng sợ làn da nhăn nheo trắng đến một cách đáng sợ khuôn mặt y như là thứ lâm thiên trông thấy qua buồn rửa mặt với đôi mắt trắng trợn trừng máu đen từ hai con mắt đó chảy xuống dọc gò má trực tiếp chảy vào trong khóe miệng nơi bờ môi đã thối rữa để mất đi lộ xương hàm cùng những hàm răng nhọn hoắt còn phía nam quỷ kia thì hoàn toàn ngược lại toàn thân của nó bao trùm một màu đen đúng tất cả đều là màu đen một màu đen tuyền che phủ đi toàn bộ cơ thể hòa lẫn vào đêm tối ngay cả Lâm Thiền cũng chẳng có thể nhìn rõ, chỉ có hai con mắt đỏ ngầu như là máu là nổi bật mà thôi. Cả người của cậu căng cứng lại, tâm tình khẩn trương vô cùng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà dõi theo từng bước thật chậm chạp của cặp song quỷ này tiến về chỗ hộp gỗ. Lúc này mấy ngón tay của Lâm Thiên khẽ động, anh chạm nhẹ lên làn da thanh báo hiệu chuẩn bị hành động. Chỉ vài giây sau song quỷ đã dừng lại ngay trước chiếc hộp bọn chúng cùng lúc há to cái mồm máu của mình nới rộng ra tới tận mang thai hít hà một cái gì đó câu liền câu mày thầm nghĩ chẳng lẽ miếng ngọc kia là vật thuần âm bọn chúng muốn hút lấy âm khí chả trách nó mất đi tác dụng nhưng lâm thiền đoán ra được thì cặp song quỷ dường như cũng phát giác được điều gì đó thì không đúng bởi lẽ bọn chúng hít hà mãi vẫn chẳng có tí thức ăn nào vào trong miệng cho nên lập tức giận dữ mà gào thét phát ra những âm thanh gây sợ đến chói tai cái tiếng này trông như là tiếng rơi kêu ngay cả thành cũng nghe thấy mà giật mình Thì không trông thấy nhưng cô có thể cảm nhận được mà vội kéo lấy tay của thiên sao sao rồi nghe lấy âm thanh là song quỷ cũng như phát giác được hai người bọn nó không hẹn mà quay cái đầu một trăm tám mươi độ trở lại thiên nuốt nước bọt một cái rồi hô lên làm đi ngay lúc này thành tay nắm bật lửa tách một cái liền đốt đi năm sợi dù tầm dầu đất được kéo sẵn tại chỗ ngọn lửa theo sợi dây đất tầm dầu sẵn bắt đầu cháy đi năm hướng chỗ trung tâm là gần nhất cho nên ngọn lửa tràn lan ra đến đó đầu tiên vụ nổ đầu tiên vang lên hai hộp thủy tinh bị nổ banh ra những mảnh vụn thủy tinh bắn ra tung tóe nhưng cái cốt lõi là nắp hộp đó cũng từ đó bị bật ra kèm theo đó là một lớp bột màu hồng bay mịt mù bám đầy lên người của song quỷ ngay khi lớp bột mỏng này vừa dính vào thì lập tức nó bỗng nhiên thét lên một tiếng chu dài đau đớn mồi khét lèn từ cơ thể của chúng bốc lên hòa lẫn với mùi khói trắng hằng hắc bay ra cả căn phòng nhỏ đây chính là hỗn hợp thiên chuẩn bị riêng đặt đầy hộp gỗ nó được cậu trộn lẫn muối gạo đầm nhuyễn với lá liễu trộn với một ít máu chó rồi rang khô nó là chuẩn bị riêng cho hai con quỷ này có công dụng vào mòn âm khí, làm cho bọn chúng hành động chậm chạp trở lại. Ngay sau đó không lâu bà tiếng nổ từ ba góc nhà cũng đồng loạt vang lên, cả căn nhà ngập tràn trong mùi thuốc nổ. Thành Thành lúc này mới kết lời. Được được chưa? Lâm Thiên thì khác, cậu đột nhiên cao mày, sự việc diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Bởi dây dù nối vào nhà tắm đã bị nước làm cho ướt đi, nên dầu loãng ra nên không thể cháy, Cầu Liên bực giọng nói, "Chưa đâu, còn một gốc chưa nổ ở trong nhà tắm." Ngay khi Cầu vừa mới ngắt lời thì một làn gió mạnh bỗng ập tới, chiếc hộp gỗ trống không bất ngờ bị nắm mạnh lại nhắm hướng đầu của Thiên Bay tới, Cầu thật lập tức cúi người xuống né tránh, trong lòng cũng rất kinh ngạc bởi sau vụ nổ mạnh như vậy mà cái hộp kia trông như không hề bị xích mẻ gì. Nhưng mà không có thời gian để suy nghĩ Lúc này thì sông quỷ cũng hiện lên Bởi hình thứ bột kia Thanh lần này cũng có thể trông thấy bọn chúng bằng mắt thường Ngoài hình của bọn chúng thật sự làm cho cô sợ hãi mà hết toán cả lên Trong đời của cô chưa bao giờ trông thấy thứ gì đáng sợ như vậy Bọn chúng liền lên đụng gào lên những âm thanh đầy trói tai Mắt trợn miệng há hung tợn Nhìn về phía của hai người bọn họ như muốn ngay lập tức xé xác của họ ra. Áp lực trong không khí càng lúc càng nặng nề khiến cho người ta gần như không thở được. Chỉ có thể há miệng thở dốc cố gắng duy trì lượng oxy nạp vào trong phổi. Lâm Thiên vội vàng kéo cô nhảy khỏi ghế, nhưng cậu vô tình nhận ra sự hiện diện của những sợi dây trông như xích sắt. Không biết từ đâu xuất hiện đang bỏ lê từ những mắt trần đã nổ liên tục, bỏ đến chỗ của song quỷ, như những con rối rồi tức khắc quấn lấy chân bọn nó. Lâm Thiên trông thấy thì vui mừng không thôi, không biết ai đã làm ra đại trận phong ấn này, nhưng cũng biết đồ người ấy vô cùng cao siêu. Lúc này song quỷ đã không thể di chuyển, Lâm Thiên bỗng lại nở một nụ cười. Tốt rồi, bọn chúng không thể di chuyển nữa, cô ở đây tôi vào bên trong kích nổ mắt trận còn lại. Nói rồi cậu ta liền bước đi, nhưng vừa xài được mấy bước thì toàn thân khẽ rung động thật mạnh bởi ngay lúc này sợi xích dưới chân của nữ quỷ bỗng nhiên rơi xuống à ta ngay lập tức nhảy vồ về phía của lâm thiên à đưa cánh tay gầy như là cây cùi hướng cổ của cậu đâm tới lâm thiên giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rất nhanh lấy lại chút bình tĩnh trên tay cầm chắc con dao đã thấm máu lấy chân làm chủ nghiêng người một góc về phía sau nhìn lúc nữ quỷ bay qua lại bất đà cậu liền vung tay lên nhân cơ hội cắm ngay mũi dao nhọn vào bụng của nó nếu quỷ thường thì như rất đau đớn à ta rít lên một tiếng bàn tay vốn đang ở phía trước bỗng đổi hướng đánh xuống mong vuốt sắc nhọn theo đó đâm mạnh về phía ngực của lâm thiên cậu ta quá bất ngờ cả người chỉ kịp nghiêng sang trái một chút tránh chút hiểm yếu tuy tránh đường của chí mạng nhưng mà bên bà vai lại bị quẹt trúng cơn đau âm ỉ truyền đến khiến cho chân trụ không vững trực tiếp đổ ngựa xuống nền nhà nếu quỷ cũng không có động tác thừa cả người của ả à lơ lửng nằm giữa không trung đối diện với thiên nằm ngửa phía dưới ả à há miệng rít lên một tiếng thật mạnh cả hai cánh tay đâm xuống nhanh như cắt toàn kết liễu cậu lâm thiên ở thấy bị đồng cầu nhanh chóng buông con dao còn nắm trên bụng của ả à, rồi dùng toàn lực đưa hai tay bắt lấy hai tay của ả à khiến cho à không thể tím thêm nửa phân cậu cũng gọi là tạm thời giữ được tính mạng cứ vậy một người một quỷ ở thế rằng co không bên nào làm được gì bên nào cả thân người của à như một khối băng lạnh thoát với khuôn mặt dữ tợn trông à có vẻ như đã thức giận từ miệng vết thương trên bụng khói đen âm ỉ bay ra trên bộ đồ màu trắng rách nát ả à nhìn chằm chằm vào lâm thiên miệng hát to với những răng nanh sắc nhọn dòng máu nâu đen gớm ghét không ngừng nhỏ xuống từ những kẽ răng nhọn hoắt hai cơ thể song song và ngay mắt trợn trừng nhìn nhau bỗng qua miệng của ả à đập một nụ cười quái dị và hiểm độc làm trái tim của thiên như đập rộn lên trong lòng của cậu bỗng nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi vô cớ từng giọt mồ hôi ướt át lạnh lẽo trượt xuống gò má của cậu thấm dần ra nền nhà không khí càng lúc càng nặng nề khiến cậu gần như không thở được chỉ có thể há miệng thở dốc lâm thiên cảm thấy như mình cứ như bị một viên đá lạnh lớn đẻ lên khiến hắn chỉ có thể nằm im không thể nhúc nhích giấy rùa thế nào cũng vô ích một giòn chất lỏng màu đen từ miệng của ma nữ bỗng nhiên rơi xuống mặt của thiên một ít chảy xuống mắt và miệng của cậu quả thực loại cảm giác này vô cùng tị hại hắn cảm thấy kinh tờm mùi của chất lỏng gây tờm kia đường pha trộn giữa máu và nước cống khiến hắn cực kỳ cấu kỉnh sự bình tĩnh và lý trí trước đây dường như trở thành lớp ngụy trang sau khi bị vạch trần thì để lộ một tâm hồn tầm thường không khác gì mọi người hắn nghiêng đầu không dám nhìn thẳng hai tay không thể nào cử động đột nhiên cái cổ của nước quỷ bỗng hơi cúi xuống cái miệng lớn há rộng bất ngờ đớp tới trước mặt của lâm thiên gạo ta vô cùng hoảng sợ dùng hết sức lực nghiêng đầu sang hướng khác mà tránh. Toàn bộ cảnh tượng này Thanh đều thấy rõ, cô biết mình không làm gì bây giờ, á à, tính mạng của Lâm Thiên sẽ không còn. Ngay cả cô sợ cũng thành danh như vậy. Cô liền nhảy dựng khỏi ghế thân người rung lên từng trận. Cô hít một hơi thật dài rồi ép mình vào vách tường, men theo đi về phía nhà tắm. Đột nhiên mà nữ đang đè lấy thiên bỗng nhiên quay đầu, à ta miệng há lớn với một hàm răng lởm chởm lẻ lưỡi tới tận cầm bất chợt nhìn thanh cô dù sao thì cũng chỉ là một cô gái bình thường cho nên từng ấy cũng bị dọa cho sợ hãi mà giật mình hét đi một tiếng đôi chân nhũn ra ngồi bệt xuống nền nhà không thể nào tiến thêm được bước nào Thành khoanh tay ôm gối đầu gục xuống khóc nức nở sợ sợ hãi đã xâm chiếm trọn tâm trí của cô gái yếu đuối Tôi không làm được, tôi không làm được, tôi sợ lắm. Thiên cố gắng chấn an, cô làm được. Yên tâm nó không thể thoát khỏi tôi đâu, tôi tin cô làm được. Nước quỷ há miệng đớp xuống chỗ của Lâm Thiên nhưng anh vẫn né được. Tuy né được hai lần nhưng sức lực của cậu cũng đã gần cạn kiệt. Chỉ giờ kéo dài thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa ngay lúc này con hắc quỷ lại càng rung lắc dữ dội. Xích sắt quấn chân đã rời đi gần hết chỉ còn lại ngay vòng mặt thôi. Chỉ giờ rất nhanh nó sẽ thoát ra, đến lúc ấy cơ hội sống sót của họ xem như bằng không. Thiên vội nuốt nước bọn trong lòng thì vô cùng hoài nghi trận pháp này, vốn là phong ấn quỷ hồn hay là dưỡng quỷ nữ đây. Vấn đề bây giờ trở nên nghiêm trọng, thiên lại càng trở nên gấp gáp, càng nhìn thấy thanh yếu đuối làm cho cậu càng thêm bực mình. Nhưng rất nhanh trong đầu của cậu lập tức hiện lên một ý nghĩ. Thanh thanh, ném mảnh ngọc vỡ kia cho tôi. Thành Thành mắt nhắm tịt khóc lóc nói, từ từ không nhớ để đâu. Chẳng phải cô đặt nó trong túi áo sao, nhanh đưa cho tôi. Ngứa điều của Lâm Thiên dần dữ vô cùng, đột nhiên nữ quỷ bỗng quay người. Nó trợn buông tay của Thiên gia bất ngờ vồ tới Thanh. Cô bé vừa hé mắt ra đã nhìn thấy nó há cái miệng như là cái tô lớn hướng đầu của cô mà cắn. Tiếng hét của thanh vang lên cô nhắm chặt hai mắt lại, đưa hai tay trở lấy đầu. Nhưng vài giây tiếp theo cô lại không hề cảm thấy đau đớn. ầm một tiếng một làn gió lạnh thổi qua, thanh dần dần mở mắt và thấy ngay trên bức tường. Nơi quỷ kia không biết từ lúc nào đã treo lùng lẳng ở đó. Bên cạnh lại là lâm thiên toàn thân đẫm mồ hôi. Còn rào xuyên qua bụng rồi găm vào tường khiến cho ả không thể thoát khốn. Cán rào bị hai bàn tay mà nữ nắm chặt, nó dấy rùa như là muốn thoát ra nhưng lại bị dính chặt. Sự việc cơ bản xảy ra quá nhanh. Trong lúc à ta lao lại thì cũng là lúc cậu vùng dậy. Vẫn dùng hết toàn bộ sức lực vốn có. Lao nhanh đến trước rồi bắt lấy con dao trên người của à ta. Rồi xoay 180 độ đâm à găm vào giữa tường. Cậu đưa một cánh tay ra miệng thở gấp. Không sao rồi. Sau lưng, đột nhiên thanh thanh liền hét toáng lên phía bên sau tiên quỷ hồn còn lại đã thoát ra khỏi rừng xích còn mắt đỏ ngầu vồ về lâm thiên từ phía sau thi đường thành đánh động nhưng phản xạ là không kịp cả thân người của cậu loạn trọng theo bản năng lùi lại nhưng lúc vừa lùi đợi được hai bước cả cơ thể của cậu đã bị hai bàn tay lạnh lẽo của ma nữ bỗng ôm chặt lấy thiên gần như là mất kiểm soát trong ánh mắt ánh lên một tia kinh hoàng nhìn cái miệng lớn đang cắn tới hắn bất lực thở dài cuối cùng cũng chết ông trời thật làm ngay lúc này một âm thanh xé gió vang lên từ phía ngoài cửa sổ một ánh sáng màu bạc lóe lên trong đêm tối tốc độ cực kỳ nhanh đâm thẳng vào giữa mi tâm của vong đinh người đàn ông tất cả diễn ra trong nháy mắt lầm thiền mồ hôi ướt đẫm chỉ thấy tên quỷ hồn kia đã bị bắn ngược ra sau miệng của nó không ngừng gào rú những âm thanh đầy đau đớn trong phòng dần chìm vào từng màng u ám đáng sợ trong màn thoát chết trong găng tấc cũng là lúc thành thành chạy nhanh vào trong nhà tắm cô lầm tức châm lửa vào sợi dây dẫn một giây sau tiếng nổ lớn vang lên cả căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng màu xanh nhạt ma chơi quỷ dị từ bốn góc nhà chiếu lên những đường sáng thẳng tắp nối tiếp nhau tập trung lại chính giữa tâm trận từ chính giữa sàn nhà một hố đen nhỏ như là quả trứng gà xuất hiện hai quỷ hồn kia như là cảm nhận được sự sợ hãi mà không ngừng gào rú tốc độ cây hố đen kia cũng dần loan rộng ra tỏa ra một sức hút mạnh mẽ cơ thể của hai quỷ hồn rúng động cực mạnh bọn chúng bắt đầu vặn vẹo cố gắng thoát khốn nhưng mà không được chỉ trong tích tắc đã bị hút ngược vào bên trong tên gốn trên mặt của chúng trước khi biết mất còn tỏ ra giận dữ nhìn lâm thiên khiến cậu này sinh cảm giác chẳng lành sau khi hai quỷ hồn bị hút đi cũng là lúc vòng xoáy kia biến mất cả không gian im ắng trở lại vốn có ánh đèn điện trong phòng một lần nữa sáng lên nhưng khung cảnh của nơi này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn lâm thiên nhanh chóng chạy lại cửa sổ nhìn về hướng vật lạ bắn vào nơi đó trong ánh trăng mờ nhạt trên đỉnh của một cây đại thụ gần đó một dáng người mặc đồ đen kịt kín mít đứng im bất động ánh mắt nhìn chằm chằm thiên không chớp cậu cũng thấy sự hiện diện của người lạ này trước mắt một cái người kia bỗng lại mất hút trong màn đêm đen kịt bỏ lại lâm thiên một mình bàng hoàng đúng lúc này thanh trải lại nhìn vào vết xước trên bà vai đang dì máu của thiên mà lo lắng hỏi anh có sao không Cậu liền thở dài Không sao Nhưng vừa nãy có người đã giúp chúng ta Tôi có thấy ai đâu Thành nói rồi cùng thiên nhìn ra Nhưng vốn dĩ người kia đã biến mất Cậu lắc đầu không nói gì chỉ dặn dò Mọi chuyện cũng qua rồi Bây giờ coi như là an toàn Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây Lâm Thiền thở dài rút con dao ở trên tường rồi lại đi chỗ quỷ hồn kia ngã xuống. Trên nền nhà còn lưu lại một cây kim nhỏ, rõ ràng là của người kia. Cậu cầm cây kim lên ngắm nghía một lúc rồi người mùi từ nó thì càng bất ngờ hơn. Bởi nó chính là một loại ám khí của môn phái nội đạo. Trong lòng của cậu dối bời vô cùng, nhưng mà cậu cũng chỉ chôn nó trong lòng rồi nhìn xung quanh mọi mắt trận đã phá. Đưa tiêu một bố làm gì? Xem bên dưới mắt trận có gì? thành nghe rồi đem bố cho cậu thiên đi tới bốn góc nhà đập hết những mảnh gạch còn sót lại sau vụ đổ sau đó thì dùng tay bới đi cái lớp cát đầu phía dưới lên cậu cẩn thận bốc từng nắm nhỏ rồi gạt ra xem thật kỹ không có gì liền vứt sang một bên thế như vậy mười phút trôi qua mà vẫn chưa tìm được tà vật bỗng nhiên hắn lần này đưa tay xuống thì cả người ngặt thì cả người đột nhiên co giật liên hồi như bị động kinh thiền gồng lên mồ hôi nhễ nhại miệng không ngừng lẩm bẩm đảo ngữ cổ một thanh âm trầm thấp vang lên thiền rút nhanh bàn tay ra rồi ném đống đắt kia xuống cậu cẩn thận đưa con dao tách lớp đất thì bất ngờ một đốt xương ngón tay đã ngả màu vàng phơi bày ra trước mắt cậu lập tức đưa đốt tay kia bỏ vào trong một tấm vải trắng cứ như vậy bốn góc quanh nhà đều được dọn sạch lại thu được thêm ba đốt xương nữa sau cùng nơi chính giữa căn nhà của cậu bất ngờ bới lên được hai cái đầu nâu. Lâm Thiên nhăn mẫn đưa tay lau đi mồ hôi nhĩ nhại. Không ngờ là âm cốt trận quả như là nghi ngờ. Cây yểm trần không phải là hàng tốt lành gì cả. Thanh Thanh liền chen lời. Âm cốt trần nó là gì? Cậu liền bình tĩnh đáp. Nó là một loài chấn trạch thường thì dùng xương hoặc là móng vuốt động vật chôn theo trong nhà phù hộ gia chủ. Nhưng mà ở đây có kẻ lại dùng một đốt tay đốt chân của một người phụ nữ cùng một người đàn ông để làm trận. Nó khiến cho ngôi nhà ngập tràn ma khí. Linh hồn của người chết mãi tại nơi đây ngày ngày hấp thu âm khí dần dần trở thành quỷ. Nghe chủ nhân sai khiến. Thanh liền ngơ ngẩn đáp. Tại sao cha lại... Thiên liền lắc đầu. Chắc kẻ cha cô mướn về nó có hiểu biết về miếng ngọc vỡ kia. Nhưng điều khó hiểu là tại sao hắn lại không trực tiếp lấy đi mà phải mất công bày trận ra như vậy. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Miếng ngọc bồi kia đâu? Cô đưa cho tôi xem qua được chứ? Thanh dừng lại nhanh chóng lấy ra miếng ngọc rồi nói. Nó đây. Lâm Thiện đưa bàn tay nằm lấy miếng ngọc nhưng ngay lập tức cậu phải buông tay ném nó xuống đất. Nhìn miếng ngọc đã tắt lại phát sáng trở lại khiến trên mặt của hắn vẫn còn biểu cảm sợ hãi thành thấy vậy thì hốt hoảng có chuyện gì sao sao nó lại sáng trở lại thiên nậm bực nói quả nhiên kẻ kia không đem đi được vì lý do này là sao tôi không hiểu lâm thiên liền cau mày giải thích miếng ngọc có tính âm những người tu đạo như tôi trong người sẽ có một thứ năng lượng gọi là linh lực nhưng khi tôi chạm vào nó thì một phần linh lực đã bị rút khỏi người tờ vật là tà môn ngoại đạo kẻ kia không lấy chắc vì lý do này hắn mới làm đại trần cho hai hồn ma kia hấp thu năng lực từ miếng ngọc đến một thời điểm nào đó hắn sẽ để hai quỷ hồn kia đủ mạnh để đem đi giúp hắn Thành lại đáp hắn cũng như anh thì lấy làm gì thiên liền đáp ngay thì có thể hắn sẽ dùng ám hại người như là tôi chẳng hạn hoặc là một lý do nào đó theo tôi nghĩ hắn cũng đã tính được thời gian cho nên chắc sẽ đến đây nhanh thôi tôi nghĩ cô cũng không nên ở lại đây hay là đi theo tối thành suy nghĩ một lúc cân nhắc rồi bảo chắc không được tôi còn công việc thiên lại nói vậy cô có người thân nào không thành lắc đầu người thân thì không có nhưng mà tôi có một người bạn cũng khá thân ngày mai tôi sẽ đến đó ở tạm thiên không phản bác mà gật đầu hai người bọn họ thống nhất xong xuôi rồi lâm tiên đem vội lấp đất lại mấy cái lỗ gói ghém đống hài cốt kia vào một tấm vải lớn đem chôn sau đó cộng với thanh dọn dẹp đồ đạc trong phòng khi ánh bình mình chiếu xuống hai người cùng lúc rời khỏi căn nhà đi về hướng bắc tới xã tân mỹ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn sát biên giới với trung quốc nơi mà người bạn kia của thanh đang ngờ vốn là lâm thiên phải đi về phía nam nhưng mà để thanh đi một mình cậu không yên tâm cho nên đi cùng luôn có gì cậu quay ngược trở lại Nơi ấy cách chỗ ở hiện tại cũng khá là xa, tuy là cùng huyện nhưng là do đi lại khó khăn cho nên Thành rất ít khi đến đó. Đường nối lại có đi hiểm trở cho nên phải tới tận gần nửa tiếng đồng hồ bọn họ mới đặt chân đến nơi. Thành cũng chưa bao giờ đến nhà người bạn này cho nên bọn họ đành phải tự tìm. Ở đây dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng mới mọc lên vài căn nhà nhỏ, lại còn là cảnh cây cối núi rừng bao trùm. Hai người tới đây cũng mới chỉ gặp qua một số người. Trên con đường mòn dẫn vào sâu trong làng, dưới ánh nắng chói chang như đốt giá đốt thịt. Lâm Thiên lại không quen với khí hậu như vậy, liền rất nhanh kiệt sức. Thành Thành dẫn anh ta vào một quán nước gần đó, Thiên lại hiếu kỳ uống một lúc mấy chai nước ngọt để đừng bỏ tù lạnh. Hắn không ngừng khen loại nước uống này. Chủ quan thấy vậy hứng hở, với lại nhìn hai người này trông có vẻ lạ lần đầu tiên nhìn thấy nên cũng bất chuyển cô cậu là người khác đến nơi này thành liền nhanh miệng đáp dạ đúng rồi à bà ơi ở đây có người nào tên là long làm bác sĩ không nghe thấy cái tên này thì bà lão dường như có chút ngạc nhiên mắt đảo qua thanh một cách kỳ quái làm cô có chút ngượng ngùng tôi biết chứ bác sĩ long mà mà cô làm dạ cháu với cậu ấy là đồng nghiệp nay tiền thể đến thăm mấy hôm nay cậu không đến bệnh viện Bà lão gật gù nói Tôi cũng chẳng biết sao hai cô cậu cứ thẳng con đường đất này đi vào khoảng hai cây số thì có một căn nhà gỗ, đó là nhà của bác sĩ đó. Dạ cảm ơn bà. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau giữa cây nắng ỏi bức, còn Thiên thì nãy giờ vẫn im lặng, bởi cậu vốn không thích nói chuyện với người lạ, thường rất kiệm lời. Hơn nữa việc cậu từ quá khứ đến thanh có căn dặn là không được nói với ai, nếu không chỉ tổ rước họa vào thân nhưng mà cầu im lặng như vậy thực ra còn có nguyên do khác bởi thiên cảm thấy bà lão này không được bình thường cho lắm cho nên cố quan sát nãy giờ khi thanh toán tiền nước xong xuôi bọn họ cũng đi tiếp được một đoàn thiên lại bắt gặp một số người dân nhưng mà càng vào sâu trong làng thiên lại càng cảm thấy người này rất lạ cậu đánh đo một đúc rồi kéo thành thành đi sát lại người cậu mình rồi nói cậu có đem theo miếng ngọc kia không thành người bất ngờ nhưng vẫn gật đầu thế vậy cậu lại nói tiếp cẩn thận nha thời gian sau này cô ở tạm đây thì đừng nên tiếp xúc với dân làng vùng này thành có chút ngạc nhiên rồi cậu mỉm cười trời ạ à, làm tôi cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm thái độ của lâm thiên vẫn giữ vẻ đề phẩm cẩn thận chút vẫn hơn tôi thấy bọn họ không được bình thường cho lắm cậu vừa dứt lời thì vừa hay ở phía trước con dốc lại có một người đàn ông vài vắc thúng quả đi xuống khi bọn họ sắp chạm mặt nhau thì thiên đột nhiên dừng lại anh nở một nụ cười chào họ người đàn ông cũng để ý thấy mà ngước mắt lên nhìn thì đúng lúc vô tình chạm vào ánh mắt của lâm thiên bọn họ nhìn vào mắt của nhau chỉ thoáng một giây rồi người kia lại tiếp tục đi như bình thường. Nhưng mà lúc này sắc mặt của Thiên bỗng trở nên nghiêm trọng vội vã, kéo theo thành bước thật nhanh. Thấy cậu biểu hiện lại như vậy, làm cho cô có chút bối rối. Thì mấy lần gặng hỏi nhưng cậu vẫn chẳng nói gì mà giữ trong lòng. Chỉ khoảng 20 phút sau, hai người đã đến trước căn nhà gỗ mà bà lão kia chỉ. Căn nhà này vị trí thì có vẻ nhìn giống với nhà của Thanh, cũng nằm vất vưởng một mình giữa núi hoang xung quanh không hề có hộ dân nào sinh sống toàn bộ kiến trúc được làm bằng gỗ kiểu dáng có chút gì đó giống với kiến trúc cổ hơn hiện đại xung quanh căn nhà này là một vườn hoa cúc lớn với một cái ao nhỏ tự đào trông rất nên thơ và hữu tình thành thành mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng câu hít một hơi thật sâu cảm nhận hương hoa tràn ngập vào trong phổi rồi thở ra thật mạnh thư giãn đang lúc mà thường cảnh thì bên trong ngôi nhà một thanh niên ăn mặc lịch sự đầu tóc chải chuốt bên dưới cầm có một nốt ruồi nhỏ trông qua đẹp trai không kém lâm thiên bước ra ngay lúc người đó xuất hiện thì đã làm cho thiên giật mình đến nỗi chân tay buồn rùn cậu hơi xúc động bất giác thốt lên giống quá lâm thiên biểu cảm hơi kỳ lạ làm cho ngay người kia để ý ngày thanh niên kia gãi đầu hỏi anh này làm Thanh mỉm cười đang định giới thiệu thì Thiên đứng bên cạnh đến lên cầu kia, giọng giọng nói này, thanh niên kia nghe qua ngứa đều của Thiên tỷ bỡ ngỡ trong ánh mắt ánh lên một tia xúc động. Anh làm Thiên liền cắt lời, cậu họ Lê tiên lắm. Người kia liền giật mình, sao, sao anh biết? Nói rồi anh ta quay sang nhìn Thanh nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ cô. Rõ ràng là cô cũng chưa nói qua cậu cho Lâm Thiên. Vậy thì tại sao Lâm Thiên lại biết? Trong khoảnh khắc như thời gian ngưng động lại, không có ai đến tiếng mà chỉ nhìn nhau chầm chầm. Trần hai hàng nước mắt của Lâm Thiên rơi xuống, anh ta bỗng ngửa đầu lên trời mà ngét to. Thật không ngờ, ông trời ơi! Sau đó Thiên đặt tay lên vai của người nọ nghẹn ngào nói, ta là Lâm Thiên. Người kia cũng ngạc nhiên công kém khi nghe cậu xưng tên, Lập Lâm Thiên. Thiên liền gật đầu, là Lâm Thiên, đệ của thầy khúc mạc tại núi sơn vĩ nghe đến đây thì lê long hai mắt đắt đỏ hoe hai người đàn ông bất giác ôm chầm đích nhau trước sự bỡ ngỡ của thanh cô giật mình à, hai người quen nhau sao nhưng mà không ngờ đã được gặp lại đại ca ông trời thật không phụ lòng người mau mau vào nhà đi lê long cười lớn anh nhanh chóng kéo tay của lâm thiên bước vào trong thành thành ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ nhưng cũng đành theo họ đi vào. Sau khi vào nhà, Lê Long gấp gáp đóng chặt hết cửa sổ, rồi ngồi xuống chiếc ghế giữ nhà, thanh thanh mở lời. Chuyện này là sao? Hai người hình như quen nhau. Lê Long mặt hơi khó xử, không nói gì, quay đầu nhìn thiên một cái. Lâm Thiên gật đầu mỉm cười. Không sao đâu, cô ấy biết xuất xứ của ta. Sau đó cậu lại quay mặt nhìn thanh thanh mà nói. Thật sự là không thể ngờ được, người bạn mà cô quen chính là sư đệ của tôi nó luyện võ học đạo cùng tôi từ nhỏ tình thân như là ruột thịt cô giật mình đưa tay bịt miệng ngạc nhiên sư đệ chả lẽ thiên liền cười mà đáp đúng như vậy đấy lúc này cậu long mới mở lời mọi chuyện thế nào tại sao anh lại quen biết thanh thanh trong căn nhà mộc mạc lâm thiên bắt đầu kể những chuyện xảy ra từ quá khứ đến hiện tại cho lê long mình chết thế nào rồi đến thế giới này thế nào hay là cơ duyên nào gặp thanh rồi đến đây cầu kể không sót một chi tiết nào khi nghe đại ca cầu mình kể xong thì long liền nắm chặt tay chầm mặc mà không nói Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.